Tác chào tên lại phong mẹ pin ổng, pin ổng hạc sương, mới pin ổng lên chương trình truyền hình khám tay không đài phát thanh truyền hình Lai Châu, phát thanh phong VTV Hà không đài truyền hình Việt Nam, cướn mít mới pin ổng lên phóng sự lăng. Lăng đi té há phong tặng tánh bản, tổ dân phố văn hóa, phòng cắp tặng tánh, nếp kiên rú sự mình. Trung tâm y tế huyện Tam Đường, vùng trời hôn vê, làm đủ cảo hánh, hở để nói. Khai nỉ mới phong mẹ pin ổng lên chương trình. Pin ổng hạc sương, nam diệt há phong tàng tánh bản tổ dân phố văn hóa vòm khắp tàng tánh nếp kiên rú sự mình còn đầy vùng chờ nam diệt lại mô hình chảnh thí cánh về diệt mỡ nhàn đầy lũng xùm chờ không quân dân tơ bát váy vang xề pưng hịt không cấu kế từ té năn cợt đẩy lang đi hôm phân nho sùng phổng kiền đầy rú văn hóa không quân dân ta khu ngay đi vậy tàng tánh để phường mà về. Tổ dân phố số nưng phường đoàn kết là nưng cồn bưng tổ dân phố ven xen gòn thành phố Lai Châu cùng năm ZH phóng tặng tánh bản tổ dân phố văn hóa bòm cắp nếp kiền rú sư mình tổ mỹ giảm hỏi bảy nưng chưa hơn cắt cài ban nưng hồ quân hôm mi hốt trở quân bòm kiền rú phân lại lò cán bộ công chức viên chức cánh cán bộ giảng hiệu năm ZH phóng bản tổ dân phố văn hóa bòm cắp tặng tánh nếp kiền rú sư mình bòm năm Z cơ đại lắc đi bưng mổ hình ứng tổ dân phố số nưng vườn đoàn kết có bông trào hót ven năm dệt cơ đại lăng đi mô hình theo tăng sư mình hàng mử mỏi chút hơn dần có há phèo tón pe sở him tăng theo tăng số chậm hơn bơ sân hàn xó bày tăng ma lưng tại pe sở ta ó bón năm kìm đình rú pe sở chân ngam hào quân dần cái môi trường mà cái tuyến phố văn minh đô thị như này thì mình đại kiên rú rú theo tăng pe sở sư mình dân thì họ có môn bài và lông ổn ba lim le nền nà khổng đảng hơn nước đưa các quân dần mới khỏi có kiền rú cùng bó năm kiền đình rú pe sở chân ngam bó me có bòm căn khát sàn nhất lo chơ mi lương tang khổng đảng hư có mười đế mưu trình chú cun có ma tóc hôm dệt hờ theo tang chân ngam hơn cháu tôi khỏi cánh chưa hơn có mưa dần để làm cho cái tuyến phố của mình nó đẹp hơn. Vậy nho sùng chất lượng lông bùn cùng nam dệt hà phóng tặng tánh bản tổ dân phố văn hóa bòm cắp tặng tánh nếp kiền rú sư mình tổ dân phố số nâng có tánh ó đài sòn nhóm há bảy chữ lim đủ thèo tăng tánh ó giảm nhóm há bảy chữ lim đủ thèo tăng phố sư mình nhóm nâng há bảy chữ tinh ản bàn khống dí nhóm há dê dần bắc hòm pe sở tinh ản dê dần trương khòng tặng tánh hơn xào nhóm nâng há bảy chữ phèo tón ban nắp kiền đình rú hàng bờn tại vết tổ chức quản lý dân hạn hot khay tổ dân phố số nâng phường đoàn kết thành phố Lai Châu còn mi bé cùng tên cá ship theo tang đầy ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu công nhận lò theo tang phố sư mình bòm cắp về cầm quyết năm dệt cơ đại lắc đi mô hình theo tang phố sư mình tổ dân phố số nâng phường đoàn kết nhưng năm dệt lại mô hình hơn rào pe sở sồn hơn ngam mô hình hơn pe phố chân ngam tôi chuyển tốt về cái việc mà khỏi co trên báo về hảo quân dần trăm năm tỷ chu lương tang chính sách khổng đảng pháp luật còn hơn nước cánh bưng quỷ ước còn địa vương quỷ ước còn mở khỏi tắt ó lò chảnh thí rú bưng cho hơn cùng thèo tăng cho trăm năm dệt pe sở hàng mử sương lam đủ còn bày kèo giúp thèo tăng trên báo quân dần khoèn cơ nhà mở lễ mở trình rú chu thèo tăng hót chơ thó nhà nhớ ôi hái trắng mà thó thổi dân hẳn thèo tăng chưa đời có đại pe sở chân ngắm chúng tôi tuyên truyền tốt nhân dân bòm cắp tổ dân phố số nưng rú xếp dòng bàn tổ dân phố ấn khòng phường đoàn kết cùng năm dân hà phóng tặng tánh bàn tổ dân phố văn hóa bòm cắp tặng tánh nếp kịch rú sư mình có cất đại lại lang đì tinh mét chu bàn tổ dân phố có tặng tánh quỷ ước ao khẩu nam dệt bính khay cất đại lang đì năng ve dệt cùng xếp giảm tổ cái khay hôm phân xón bưng đờn sàn khêu nái bảy chữ tinh ản bàn khống rú phùng bom hay kiện rú vì dòng bắt bảy sao giảm có mít sao cơ quan đơn vị tổ dân phố cất đại tổ dân phố tinh ản bàn khống cùng tặng tánh văn hóa khay mi xếp dòng cùng tinh cá xếp giảm bàn tổ dân phố mi hơn văn hóa chu năng ve thể dục thể thao văn hóa văn nghệ đầy bom hay bùng trời hướng hót nhân hành chất lượng bùng kiến đất số gắng quân dần mưa hương đầy nho khẩn trong cái thời gian qua thì phường cũng luôn triển khai thực hiện tốt cùng dân cải ma phường có lưng kiếm trà năm dệt đi bưng hà phóng tên dần khát dàn tăng tánh bông kiến đê rú văn hóa rú bản ná tăng tánh tổ dân phố bản văn hóa bòm cắp vùng quân dần kiến rú sư minh rú cùng phùng phướng còn năm dệt cánh tăng tánh lại hà phóng và tổ dân phố năm dệt
dân tổ dân phố há bảy chữ mà pe chu khù hơn rào pe sải chân ngam bưng năng về phường năm dệt có đầy tổ dân phố chôm hạp cài nằn na tà bản há có đầy nho khẩn phục kiến thế số không quân dân còn mà pe hơn quân dân xung chu năng về văn hóa văn nghệ số vùng trào kiền số lại hơn cớn diện mạo của khu dân cư cũng được nâng lên rất là nhiều. Tân phòng lớn nâng cùng bưng đơn vị phường Càng Ong, ven xen gần thành phố Lai Châu, khách hà lại khé ma rằng, dù dịch vụ chưa ma hót cắp Lai Châu, bơ dân hành phường Tân phòng có bùng trời hót bưng khủ tết ban nếp kinh rú văn hóa dương minh, ven nam dệt cư đẩy lăng đi ha phóng tặng tánh bàn tổ dân phố văn hóa, bòm cắp tặng tánh nếp kinh rú dương minh, mi khắc nghề, về chuông hong đi nhất cánh ta lông dùng trời hở khé, từ tên nắn, hôm phân khé hà mà bê rủ lịch, cánh mà bé kinh tế xã hội gần địa phương. Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Phong có năm dây cơ đẩy lăng tì mô hình tập hôm nhà nhớ, bàn loại nhà nhớ trài lọ, rú, số nâng chỉ hồi trước thuộc, mọi bờn té nâng hót dòng tơ, mọi cuốn dần, lăng chơ bàn loại nhà nhớ rú cho hơn, sơn trài nhở, lết lái cò chiếc ẩu khẩu, thùng, lèo ông ma bón tập hôm gần chỉ hồi phụ nữ. Chúng tôi sẽ được có bếp này hội viên ấn cùng tổ bưng tàng chân khòng không cho hơn bón sử dụng hot khỏi co bẩn loại cứ ngoài bờn khỏi co tập hôm về ổng tha bón tập hôm khòng hội phụ nữ cơn hết lò dép pe sờ bón kiên đình tú làm ngàn có dép trăm ngam hở bản á tập kết vào một chỗ đầy hú mọi nhám tập hôm bẩn loại nhả nhớ bưng chi hồi cỏ gài mọi tơ thủ đẩy té hô khói hot tay hói bắn bản ngân số ngân thủ đài té vết năm dệt mổ hình trí ảo khẩu quý hối và chuông hong hảo vết xỉnh hoạt gọn chiều hồi cánh chu năng về thói thầm bàn bánh chơ bưng hội viên chết chảy cướp biển năng về mi khắc nghề khoảng hồi cái thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 cùng gian năm dệt có mi lại hội viên phụ nữ dùng trời chuông hạp té bưng khắc nghề hẳn có gión đầy nhà nhớ ôi hái là đài bàn loại đầy tàng chân gọn báu sử dụng cùng cho hơn vài khai thứ sam là bàn loại nhà nhớ té trải nhở bưng chỉ hồi có mi tấm quý vầy năm dệt chuôn hang về ăn nằn lò năng về mi khắc nghề đôi các chỉ hồi cánh hội viên phụ nữ xú địa phương nghĩa việc tận dụng cái nguồn rác thải bòm cắp năm dệt mô hình tập hôm bàn loại nhà nhớ phòng hội liên hiệp phụ nữ cùng gian năm dệt ha phóng bàn tổ dân phố văn hóa bòm cắp tặng tánh nếp kiền xú văn hóa dương minh phường Tân Phong có bùng trời năm dệt về trên báo tàng tánh nếp kiền rú dương minh cùng mọi cuốn cho hơn bản khống về hở về kiền rú dương minh bọc su to lọ năng về nhăng đẩy biến thái năm dệt té bưng năng về dệt hàng mự qua triển khai rộng rãi các hoạt động cái năm dệt tô quảng chuôn năng về dệt có dệt biến thái đẩy lăng ngắm vòng quân dần tết ban hoặc về kiền rú cánh lông kiền ba cắp cằn bòm cắp nán bưng cho hơn cò tập hôm báo giòn lưu tàu báo phí bưng quy định khoảng pháp luật quy ước hưởng ước khoảng bản tổ dân phố dân hành bưng bì kẻ ma số cho hơn cực đẩy cho hơn văn hóa là dùng họ phân hỏi bản tổ dân phố cực đẩy bản văn hóa hàng xóm thực hiện là giúp đỡ lẫn nhau phường quyết tiến về nam dệt ha phóng tặng tánh bản tổ dân phố văn hóa bòm cắp tặng tánh nếp kiền rú dương mình lưng đẩy lốc dùng trời trôm hạp khoảng quân dần ven xanh sơn rú tổ dân phố số sàm phường quyết tiến bòm cắp lông cô hén cồn tặng tánh bón kiền rú pe sờ chăn ngam quân dần rú nỉ cò bùng chờ hót bùng kiền thấy rú mỡ hàng mử khẩu trải khăm lại quân dần cò bòm cằn tóc hôm ma hơn văn hóa vài tập tư thể dục thể thảo nho dùng cào hén tinh mét chu quân có môn sừng mặc cắp mồn tật bóng chén bòm đình môn cánh khát sàn cáp cằn về tổ 3 của phường Quyết Tiến. Cấp tổ dân phố số 3 phường Quyết Tiến mở khỏi, ha phóng đầy mạ pe tô quảng cùng bưng bì kẻ ma, nhất lo thật ngân ó dệt phiền đình môn mi ngòi múng, chưa vườn đét có bóc lò trời. Cái ha phóng nghỉ mở khỏi có hình phiền đình mi ít, quân thảo ké mi phiền đình môn, đếch nói mi bón đình không đếch nói. Cái nằn có tan lung khát sàn các cằn, làm đủ cho hơn, xung chun hàng về bản khống. Nó là một cái sân chơi rất là bổ ích. Vùng kiến đất số mở hương mạ pe, chu năng về văn hóa văn nghệ có đầy quân dần tổ dân phố số giảm phường quyết tiến mở hương bùng trở, bòm các về tập tư cào hén té thể dục thể thảo, tổ dân phố số giảm có tánh ó cầu lạc bộ, khắp xé, cắp cài chết xếp thành viên xung tập tư khẩu cảng khăm.
Đối với tổ dân phố ấy, thì sau khi đôi cáp tổ dân phố lưng chơ sát nhập tổ dân phố có tặng tánh đầy câu lạc bộ văn hóa thể thao các chế xếp dòng thành viên sum bưng nào về phần câu lạc bộ còn lại mi câu lạc bộ thể thao bưng môn thể thao sơn bóng chết hơi cờ tướng chôn đăng về văn hóa văn nghệ khắc xé bông kiến đầy rú không bông mê quân dần tê ha phóng tặng tánh bông kiến đầy rú văn hóa nhất lo tặng tánh bản nam mới đô thị xuân minh kinh tế khoảng quân dân đầy nhau gần, chôn năng về văn hóa xã hội đầy đi hơn cấn. Bà mẹ quân dân có hủ trẻng ma trách nhiễm, lông hủ. Bà mẹ tặng tánh đầy chú ha phóng, hơn rào bê sờ, bàn khúng chân ngam, phong kiến đế xú mở hương đầy đi hơn cấn. Từ đó nó thúc đẩy cho các hoạt động văn hóa xã hội. Thành phố Lai Châu hôm mi chết đơn vị hành chính cấp xã, hôm hạ phường cấp dòng xã, cấp chế xếp dòng tổ dân phố bản. Về năm dệt cư đại lắc đi ha phóng tặng tánh bản tổ dân phố văn hóa phòng các tặng tánh nét kiến rú dương mình thành phố Lai Châu có vùng trời năm dệt hà nam về hôm khát sàn choi giờ cằn doan cặt năm dệt nét kiến rú văn hóa men tòi pháp luật tặng tánh bón văn hóa thế thảo tặng tánh lang trời chính trí mạn hén tai nạn các chu năng về còn nhận đầy lung sùm chờ khoảng tên cá than hắn dần bay ta lung tìm chờ lung khánh thì khoảng bản á dân thành có bính thầy đi vê dệt cô hén hớt khẩn cùng bản ná nhất lo lung chấp năm choi giờ cằn mà bách kinh tế hồng vân nhau dùng vùng kiến thế rú hở quân dần qua 20 năm xây dựng phong trào bản tổ dân phố văn hóa và... cài sau bị tặng tánh ha phóng bản tổ dân phố văn hóa cánh tặng tánh nếp kiến rú dương mình có biết lại lang bị cướp đẩy chi nhét cài về tặng tánh bàn tổ dân phố văn hóa bằng các tặng tánh nếp kiến rú dương mình có tơ bát nho rồng lông phủ phòng băng hay quân dần tặng tánh bàn tổ dân phố văn hóa cho hơn văn hóa cái nếp kiến rú dương mình nhất lo các thành phố lò thành phố nóm đang cùng nhan tặng tánh có vân nho rồng lông phủ phòng băng me cùng nhan tặng tánh thứ dòng lò tặng tánh cơ đại lắc đi ha phóng bản tổ dân phố văn hóa bằng các lông kiến rú văn hóa dương mình bài vác rể bưng hi khong cáo ké cùng gian kẻ hạ nhất lo tố nâng trần hải quân rú cổng phụng. Lang đi cất đầy thứ giảm, lò với tảng tánh ha phóng bản tổ dân phố văn hóa, tảng tánh nếp kinh rú dương minh, có dết hở phụ quân, hướng hót, bưng hủ chăn sờn khẳng cho hơn bản hạ. Đám cưới và một số phong tục khác thì đã có phần đẩy lùi những cái hủ tục đó. Thông qua việc xây dựng phong trào bản tổ dân phố tặng tánh ha phóng bản tổ dân phố văn hóa bằng các nét kinh rú văn hóa dương minh cửa đại lang đì có hung phân dệt biến thái lang ngắm về dệt lung kinh rú văn hóa cùng bản má bính khai lung kha sàn chu ha phóng khánh thì ha bản bách mừng cánh mà bay kinh tế xã hội cô hén dệt sờn mà bay kinh tế vang dề cắt khó tặng tánh nét kinh rú văn hóa mới bài trước hoàng tên ảnh bản khống hung phân nho dùng bồng kiến tê rú văn hóa cùng ba mẹ quân dần tặng tánh ha phóng bản tổ dân phố văn hóa bằng các tặng tánh nét kiến rú văn hóa dương bình cơ đại lăng đì hôm văn xóm bưng hi khong cáo ké mi ó cùng số năng bom he chu trở hỏi quân sơn phỉ sàng báu dết hừng hử bách dân cớn bó dết kém bừng phải ngấn khong trở quân sơn trở quân rằng mèo xóm về ảo phổ ảo mê té tuổi nhát nổi pin hồng trăm ảo cằn hôm văn dùng lung há bảy chữ khong quân dần bính khai cơ đại lăng đì bưng tổ phù nhính há liêm lệ tổ thành liền há tính thầy năm dệt đi du bản hạ và hôn nhân cận huyết thống về năm dệt ha phóng tặng tánh bản tổ dân phố văn hóa bằng cấp tặng tánh nét kiến rú văn hóa dương minh rú thành phố Lai Châu còn mi lại phiến mới lông kiến rú văn hóa gòn quân dần cò vào khẩn cùng từng lăng ngắm về dệt lông kiến rú dình hoát hàng mử gòn quân dần cánh tơ bát cứ biển trách nhiệm há hượt gần năm dệt gòn mỏi cún cùng tặng tánh đô thị xương minh.